Chào các bạn nhé, hôm nay mình gần Tết rồi. Mình quay video về visa để cho các anh em đi diện Tết nhé, để được tiền nhé. Đây là điều visa hàng bãi nhé, da rất là mềm nhé, bao da chuẩn 100% nhé, đồng giá là 100.000 một cái nhá. Giá này ví này thì có 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn, 5 ngăn, 5 ngăn bé và 3 ngăn trong này nhé. Đấy, đều của hãng Civero nhé, Civero hết, hàng bãi Thái Lan nhé, da rất mềm nhé. Mình có một số mẫu sau này. Đây màu đen này, nó ví ngang nhé, một con này màu đen này cũng của ví ngang hết nhé. Đây màu da bò, da trâu ví ngang nhé. Đây, cũng của màu nâu nâu này. Đấy, đường chỉ rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, bao sử dụng, bao các bạn có thể kiểm tra trước khi nhận hàng nhé, kiểm tra trước khi nhận hàng nhé các bạn nhé. Đấy, bao da chuẩn 100% nhé. Đấy, có một số mẫu đấy, đường kim mũi chỉ các bạn cứ xem thoải mái thôi. Đấy, nhìn rất đẹp nha. Mua hai cái chuyển khoản trước miễn ship nhé, một cái thì các bạn phải tự chịu tiền ship nhé. Đấy, một số mẫu đấy các bạn xem đi nhá. Mua thì hãy liên hệ với số điện thoại 0363 893488 nhé. Chào quý vị nhá, hẹn quý vị trong các video tiếp theo nhé.